Trong 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng ước tăng 7,48% so với cùng kỳ, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt hơn 43,7%, tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc ước đạt 26,5 m2 sàn trên người, tăng 0,9 m2 so với năm 2023. Tính đến hết tháng 8 năm 2024, toàn quốc có 907 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 21 đô thị loại 1, 39 đô thị loại 2. 43 đô thị loại 3 và 96 đô thị loại 4. Bộ tiếp tục tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quyết định công nhận loại đô thị, đạt tiêu chí đô thị. Bộ xây dựng đã thực hiện chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nghiên cứu soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Thời gian tới, ngành xây dựng tiếp tục tập trung thực hiện công tác xây dựng pháp luật, bám sát theo chương trình kế hoạch đề ra, trong đó lưu ý các luật quy hoạch đô thị và nông thôn luật quản lý phát triển đô thị đồng thời tăng cường truyền thông chính sách